cam chép mẫu IXR nha anh em mình. Có đủ là 1234 ha. Cấu hình là dành cho 62 zin zin cho tới 72 74 zin cộng luôn nha anh em mình. Thì ở đây là cái mẫu số 4 ha. Mình quay một vòng cho anh em xem ha. Gia công chi tiết sắc nét phôi đẹp, lớp đen được mạ hợp kim nha anh em mình để giảm mài mòn khi cam, khi cò đè lên cam ha. Rồi anh em có cần gần mình thì qua tiệm mua trực tiếp ha, còn anh em ở xa thì chuyển khoản thì mình mới ship về nha anh em mình, không ship code. Bốn mẫu anh em cần mẫu nào thì alo mình ha, còn anh em cần nhập giá sỉ thì alo mình để biết giá sỉ nha anh em mình. Giá sỉ là 10 cây nha. Rồi ok, chào mấy anh em nha.